Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Kebiz 24 giờ. Và hôm nay các sao Hàn có thông tin gì đang hot mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Chỉ trong ít năm ngắn ngủi, K-pop đã phổ biến mức độ phủ sóng tới toàn thế giới. Để có được sự thành công ấy, các công ty giải trí ở Hàn luôn tập trung vào chất lượng đào tạo thần tượng, đi kèm với việc xây dựng hình ảnh và quảng bá. Trong đó, việc chia rõ vai trò của từng thành viên trong nhóm rất quan trọng, góp phần định hướng phong cách và chiến lược của nhóm nhạc mỗi lần xuất hiện. Để bước lên đỉnh cao sự nghiệp, nhóm nhạc nào cũng phải trải qua một thời gian khó khăn và nhiều thử thách. Lúc này, vai trò của người trưởng nhóm dẫn dắt là vô cùng quan trọng. Một trưởng nhóm bản lĩnh, mạnh mẽ sẽ trở thành nguồn năng lượng thúc đẩy từng thành viên cùng nhau đoàn kết vươn lên. Để đảm nhận vị trí leader trong một nhóm nhạc K-pop là điều không hề dễ dàng. Nhiều thần tượng K-pop thừa nhận rằng họ chịu nhiều áp lực trong việc đảm đương vị trí đầu tàu một nhóm nhạc, nhất là với những nhóm có số lượng thành viên đông đảo. Trưởng nhóm luôn phải đặt lợi ích của nhóm mình tham gia lên hàng đầu. Những cảm xúc cá nhân của họ vì thế bị giấu kín để tránh ảnh hưởng tới nhóm. Là người kết nối và thúc đẩy tinh thần các thành viên khác, trưởng nhóm đòi hỏi phải có cái nhìn khách quan nhất trước mọi sự việc. Không đưa ra suy nghĩ phiến diện, một chiều, bênh vực thành viên này hay chỉ trích thành viên khác. Đây quả thật là điều khó khăn khi con người sinh ra luôn có những cảm xúc cá nhân và việc phải che giấu chính bản thân mình khiến nhiều trưởng nhóm rơi vào trạng thái trầm cảm và bí bách. G-Dragon, leader của Big Bang, từng đăng tải một bức ảnh với dòng chữ I can't handle people anymore, tạm dịch ra là tôi không thể chịu đựng con người thêm nữa rồi, lên tài khoản Instagram cá nhân của anh, cho thấy áp lực che giấu cảm xúc của trưởng nhóm lớn đến thế nào. Trưởng nhóm luôn là người thay mặt các thành viên phát biểu, đảm nhận công việc ngoại giao của nhóm. Mỗi phát ngôn của trưởng nhóm đều có khả năng định hướng hình ảnh của nhóm trong mắt công chúng. Và một câu nói của leader, nếu có sai một ly, cũng sẽ dễ dàng đi một dặm vì sự xăm soi của cư dân mạng Hàn Quốc, vốn nổi tiếng là những người khó tính khắt khe trong việc đánh giá thần tượng. Còn nhớ khi rap Monster, AM, trưởng nhóm BTS từng bày tỏ quan điểm của mình. Tôi muốn thắng Daejeon. Cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ vì cho rằng anh quá ngạo mạn, không biết vị trí của bản thân mình đang ở đâu. Nhưng đến thời điểm hiện tại, BTS đã chứng minh được rằng họ xứng đáng với vị trí đó, thậm chí còn là nhóm nhạc hiếm hoi của Hàn Quốc có sức ảnh hưởng trên bình diện quốc tế. Lời nói của trưởng nhóm rap Monster ngày nào đã trở thành sự thật chứ không phải là một lời nói ngông cuồng, ảo tưởng thái quá như nhiều người đánh giá ban đầu. Trong khi đó, Lee Túc tâm sự rằng vì là trưởng nhóm, anh buộc phải hành xử theo một cách nhất định để thể hiện khả năng lãnh đạo cho các thành viên khác. Tôi được nghe rằng là trưởng nhóm là nhân vật quan trọng, bạn phải cư xử theo khuôn phép nhất định. Do đó, những người nhìn vào bạn sẽ tin tưởng lời nói của bạn. Vì thế, tôi phải giả vờ là mình có khả năng lãnh đạo trong khi bản thân không hề như vậy. Trong một chương trình có mặt Suho của EXO, nam thần tượng cũng kể về những khó khăn mình gặp phải khi làm trưởng nhóm. Anh thừa nhận rằng bản thân phải luôn cố tỏ ra mạnh mẽ vì với cương vị trưởng nhóm, anh là người bị đổ lỗi, khiển trách nhiều nhất. Nam thần tượng cũng chia sẻ anh cảm thấy đặc biệt khó khăn khi nhận trách nhiệm tập hợp cả nhóm để bàn bạc công việc mới sau những lịch trình dài hơi. Trên thực tế, những gì Suho hay Lee Túc tiết lộ chỉ là một trong rất nhiều nỗi khổ không tên của các trưởng nhóm K-pop. Chính sự hy sinh thầm lặng của họ đã giúp nhóm nhạc vươn đến thành công như ngày hôm nay. Họ xứng đáng nhận được những lời khen ngợi và cái nhìn cảm thông hơn từ phía công chúng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của sao Hàn đến từ Kebiz 24 giờ các bạn nhé.